Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Đối Mặt Thời Gian. Chương trình do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện và phát sóng hàng tuần vào thứ sáu lúc 21:35 trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng BBK Tinh Hoa Tết Việt đến từ công ty cổ phần BBK đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng ta sẽ gặp gỡ với hai nhóm, mỗi nhóm gồm có 5 người chơi, và đây là nhóm đầu tiên của ngày hôm nay. Xin chào các em. Chào anh. Hello. Hello anh. Bây giờ thì từng người sẽ giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả biết về mình nha. Đó. Mời em số 1. Em chào anh Đại Nghĩa, xin chào mọi người. Mình là Đức, nghệ danh của mình là Miu. Hiện tại thì mình đang là main vocal hoạt động trong nhóm Zero Nine. Một thành viên của nhóm nhạc Zero Nine. Dạ. Thường là cái nhóm mình đông lắm, sao bên đây có một người tới vậy? Dạ, bởi vì em luôn đi tìm những cái gì đấy nó, bởi vì nhóm đông quá mà anh. Thế là mình phải tìm một cái gì đó mới mẻ, nó riêng biệt, một cơ hội gì đó để mình bứt phá lên. Nhưng mà nhớ không lầm thì hình như là một vài số trước đây là các thành viên của nhóm Zero Nine của mình cũng đã đến đây trước em luôn đó. Dạ đúng rồi ạ. Em đưa cho các bạn đi trước để về truyền kinh nghiệm cho em. Hôm nay thì em đến đây là được sự hậu thuẫn các thành viên trong nhóm nhạc của mình. Dạ. Chia sẻ những kinh nghiệm trước đó. Dạ, và có đặt lên vai em những cái trách nhiệm nặng nề là giành chiến thắng hay gì không? Thật ra thì các bạn cũng không đặt cho em bất kỳ cái trách nhiệm nặng nề nào cả. Chỉ đơn giản là nếu không mang được tiền về thì thôi đừng về nữa thôi. Trời ơi, quá. Nếu không mang được tiền về thôi đừng về nữa. Trong nhóm nhạc của em thì em đóng cái vai trò như thế nào trong nhóm? Biên đạo, nhảy múa hay là phục trang hay là cái gì đó? Để mà nói về cái khoản vũ đạo ấy, thì em phải nói thật là em không giỏi. Không giỏi. Vâng. Ở nhóm thì em phụ trách về vấn đề là main vocal. Dạ. Được. Vocal. Dạ. Giống như là giọng hát chính hả? Dạ, cũng gần chính thôi. Cũng gần chính. Dạ. Cảm ơn em nha. Và mong rằng với những kinh nghiệm mà các anh đi trước đã chia sẻ thì em sẽ có thể mang về được chiến thắng cho mình và cho cả nhóm của mình đang chờ đợi mình ở nhà ha. Dạ. Cảm ơn em. Tiếp theo, ở vị trí số 2. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa, em chào tất cả mọi người. Em là Tino. Em là Hữu Thắng, em là ca sĩ Tino ạ. Tino. Dạ vâng. Tino, hình như anh em mình đã gặp nhau rồi. Một bạn đã từng tham gia một chương trình trước đây của Đại Nghĩa, nhưng mà lúc đó thì quen gọi là cái nghệ danh là Tino. Dạ vâng. Bữa nay đến đây thì mình sẽ phải gọi cái tên thật của mình, cho nên là ban đầu nhìn thấy cái tên anh chưa có nhận ra ngay. Dạ. Đó là Hữu Thắng. Cảm ơn em. Và tiếp theo, số 3. Xin chào quý vị khán giả và chào Đại Nghĩa. Em xin giới thiệu là em là Lê Minh Thành. Hiện tại em là một diễn viên tự do. Dạ. Thì trong tất cả các bộ phim mà sau khi hết á thì tên em sẽ hiện lên trong cái top là cùng một số diễn viên khác. Nói vậy chứ anh thấy em sau này là cũng có những cái vai diễn lớn hơn trên phim rồi mà Thành. Dạ, cảm ơn nghĩa. Cái phim gần nhất em đóng là phim nào? Dạ, bộ phim đang phát sóng luôn là bộ phim Bánh Mì Ông Màu anh. Bánh Mì Ông Màu. Dạ. Bởi vì chúng ta đang có hai bộ phim song song phát sóng cũng liên quan tới cái bánh mì. Dạ. Một cái là Vua Bánh Mì, một cái là Bánh Mì Ông Màu. Dạ. Em là bên cái bộ phim đó là mình phát trên đài truyền hình nào em? HTV7 anh. HTV7. Dạ. Vào lúc 19:55. Dạ, nếu như quý vị mà muốn gặp gỡ Minh Thành thì hãy đón xem bộ phim đó trên kênh HTV7 nha. Dạ. Tiết lộ chút xíu trong phim em đóng vai như thế nào? Dạ, trong phim tên là Tấn Phát, một chàng trai dưới quê hiền lành, dễ thương và tốt bụng, luôn hỗ trợ tiệm bánh mì hết lòng. Đó là một chàng trai tốt ha. Dạ, ở ngoài cũng vậy luôn. Thì đương nhiên bên ngoài anh biết em là chàng trai tốt, nhưng mà đã từng đóng vai những chàng trai xấu bao giờ chưa? Dạ có một bộ phim mới vừa hoàn thành xong là vào vai một chàng trai cực kỳ xấu. Dạ vâng. Phát sóng chưa? Dạ chưa. Thôi thì để chờ xem. Dạ. Khi Thành đóng vai người tốt và vai người xấu thì nó khác nhau như thế nào ha? Dạ. Nhiều khi nó cũng là một phần trong con người của em hả? Dạ. Cảm ơn em đã chia sẻ. Dạ, và mong rằng những bộ phim cũng như là những vai diễn sắp tới của em sẽ được khán giả yêu mến và đón nhận. Cảm ơn anh Nghĩa. Số 4, mời em giới thiệu nào. Dạ. Em chào anh Nghĩa, em chào các anh chị cùng chơi, em chào quý khán giả đang xem chương trình Đối Mặt Thời Gian. Em tên là Dương Gia Mỹ, năm nay 21 tuổi và đang là diễn viên ạ. Em học trường sân khấu ra hả? Dạ. Tốt nghiệp rồi chứ đúng không? Dạ, năm sau thì mới tốt nghiệp. Tại vì 21 tuổi mà năm sau mới tốt nghiệp, phải chăng là mình có nợ môn? Dạ, cũng có. Đó. Cái này anh biết mà. Dạ. Là bởi vì trong khoảng thời gian học thì đôi khi chúng ta vướng vài dự án bên ngoài, những cái cơ hội mà mình phải nắm bắt lấy, cho nên đôi khi nó cũng sẽ phải gián đoạn một chút trong cái việc học của mình. Dạ. Nhưng mà miễn sao mình sẽ hoàn thành những cái môn mà mình còn thiếu nợ để mình có được một tấm bằng tốt nghiệp để mình ra trường mình làm nghề nhá. Dạ. Cảm ơn em, Gia Mỹ. Và cuối cùng, bạn gái số 5. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Đại Nghĩa và các anh chị bạn em cùng chơi. Em tên là Thiên Trang, nghệ danh của em là Trang Phùng, hiện tại em là diễn viên và lồng tiếng. Trang gì em? Trang Phùng. Trang Phùng hả? Dạ đúng rồi, có nhiều người hay gọi em là Trang Phục lắm.
trang phục. Có ai gọi là trang khùng không? Tại vì nghe cái tên trang phục nó nghe không khéo, mình tưởng là như vậy. Dạ. Mà thường cái này phải nói rõ cho quý vị khán giả hiểu, cái chữ khùng trong giới nghệ sĩ hay gọi vui với nhau hay còn gọi là điên á, thì nó có thể xem như là một cái gì đó nó hơi thăng hoa của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ phải có chút xíu, mau hơi điên điên chút xíu, thì mình khi mà hóa thân vào những vai diễn á, mình mới gọi là hoàn toàn mình hòa nhập vào cái vai diễn đó, vốn dĩ nó không phải là con người của mình. Cho nên nếu như mà nghe anh em chúng tôi lâu lâu gọi nhau, trêu đùa nhau là phùng, là khùng hay là điên hay cái gì đó, thì đó cũng xem như là một cái lời mà anh em chúng tôi gọi vui thôi, chứ không có ý xấu gì cả. Hiện nay thì em đang cộng tác với nơi nào? Dạ em đang hoạt động tự do. Tự do? Dạ. Có hay đóng phim truyền hình không? Dạ có một phim truyền hình em đang tham gia, có thể là cuối năm nay sẽ ra mắt ở HTV2. À, có đóng phim chung với anh Thành hay là bạn Mỹ bao giờ chưa? Có đóng chung phim ấy, nhưng mà không có gặp nhau để chung tuyến. À, tức là cũng có tham gia chung phim mà hai cái tuyến nó hoàn toàn khác nhau. Dạ. Ha. À, cảm ơn em, đây cũng là một diễn viên trẻ thưa quý vị. Đó là 5 người chơi của nhóm 1. Và bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các em qua về luật chơi của chương trình nha. Trước mặt anh đây là 6 cái đồng hồ và mỗi cái nó sẽ có những cái giá trị thời gian khác nhau. 30 giây, 45 giây, 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 45 giây và 2 phút. Các em sẽ bấm nút chọn một cái đồng hồ bất kỳ ở đây và chúng ta sẽ không biết thời gian của cái đồng hồ đó là bao nhiêu. Nhưng sẽ có một cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết đã 30 giây vừa mới trôi qua. Dấu hiệu như sau. Đó, nghe là biết đã 30 giây trôi qua. Nếu các em trả lời đúng, muốn đi tiếp để ghi thêm điểm thì các em cứ nói là tiếp, anh sẽ đọc câu hỏi sau. Còn nếu không thì các em có thể gọi tên một trong 4 người bạn còn lại ở đây để chuyển cái lượt trả lời cho bạn ấy. Và thời gian dừng lại ngay vị trí nào, dù cho các em đã trả lời đúng mà chưa kịp gọi tên người khác thì chúng ta cũng sẽ phải chia tay với chương trình. Đó là cái nó rất là nghiệt ngã trong chương trình này đó. Các em đã xem qua chương trình rồi chứ? Dạ, dạ rồi. Dạ có. À, có ai còn vướng mắc gì nữa không? Dạ không. Dạ không. Ok, nếu vậy thì mình bắt đầu ha. Nhóm mình ai là người bốc thăm để chọn đồng hồ trước nè? À, là Mỹ hay em? Mời em đặt tay vào nút bấm. 3, 2, 1, bấm. Đồng hồ số 5. Câu hỏi dành cho Gia Mỹ bắt đầu. Điện ảnh còn được gọi là bộ môn nghệ thuật thứ mấy? Thứ 7. Đúng. Tiếp. Món bánh ngải đặc sản của người Tày được làm từ lá gì? Lá ngải cứu. Đúng. Thắng. Từ ngày 16 tháng 9 năm 2020, đường Đinh Tiên Hoàng đoạn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành đường gì? Lê Văn Duyệt. Đúng. Tiếp. Bộ phim truyện điện ảnh nào đoạt giải Cánh Diều Vàng 2020? Bỏ qua. Hansen là tên gọi khác của căn bệnh nào? Bỏ qua. Cua mặt trăng thường xuất hiện theo mùa tại vùng biển đảo Phú Quý thuộc tỉnh nào nước ta? Bỏ qua. Trong thanh nhạc, giọng hát nam có âm vực thấp nhất gọi là giọng gì? Giọng bass. Đúng. Hay còn gọi là giọng nam trầm. Đức. Giữa thập niên 1960 và 1990, có thuật ngữ 4 con rồng châu Á để chỉ Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và nước nào? Ở Trung Quốc. Sai, là Singapore. Trong cờ vây có tất cả bao nhiêu quân cờ trắng và đen? 361. Đúng. Thành. Kiến trúc thủy đình là đặc trưng riêng có của đồng bằng Bắc Bộ gắn với hình thức sân khấu nào? Nghệ thuật múa rối nước. Đúng. Tiếp. Hiện nay tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là 3 số gì? 111. Đúng. Trang. Nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở Anh hay ở Mỹ? Ở Anh. Sai, là ở Mỹ. Người đoạt cả 4 giải Grand Slam cộng với huy chương vàng môn quần vợt tại Thế vận hội trong cùng một năm sẽ giành giải gì? Tiếp, bỏ qua. Sào Nam là tên hiệu của vị chí sĩ nào, Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh? Phan Chu Trinh. Sai, là Phan Bội Châu. Ở người, trong nhóm cơ nhai, cơ nào khỏe nhất, cơ cằm hay cơ cắn? Cơ cắn. Đúng. Đức. Ở Việt Nam, chợ nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng miền nào? Miền Trung. Sai, là ở miền Tây. Bỏ qua. Tiếp. Emirates Airlines là hãng hàng không của quốc gia nào? Ai Cập. Sai, là của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên logo của tỉnh Bắc Giang có hình ảnh sản vật nào của địa phương? Trái vải thiều. Đúng. Bỏ qua. Tiếp. Lê Đức ơi là Lê Đức ơi, em đã trả lời đúng rồi. Nhưng mà em lại nói dạ. Bỏ qua. Ở đây có ai tên bỏ qua không? Dạ. Em nhầm. Là tính gọi tên một trong 4 người còn lại đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. À, nhưng mà do hơi rối, cho nên là thay vì gọi tên Thắng hay Thành hay Mỹ hay Trang thì gọi tên bỏ qua. Mà ở đây thì không ai tên là bỏ qua. Cho nên là đồng hồ đã dừng lại ngay vị trí này. Chỉ cần em gọi đúng tên một trong số 4 bạn còn lại thôi là chắc chắn người đã đi không phải là em. Dạ. Nha. Vừa rồi chúng ta đã trải qua có thời gian là 2 phút. Dạ. Em ơi, bây giờ anh lo cho em quá. Sao thế ạ?
Đó, bây giờ em về, những anh em trong nhóm của em sẽ nói gì với em đây? À, em nghĩ là không sao đâu anh ạ. Có thì em tìm nhà hát em ở cũng được. Trời ơi, sao mà tự nhiên thương quá vậy nè. Thôi anh nghĩ rằng là về nói là do hay đổi lỗi do anh đi cũng được. Là thôi, không được thế. Cứ nói là mọi người sẽ xem lại anh ạ. Mọi người sẽ xem lại chương trình này và mọi người sẽ nhìn thấy cái tên bỏ qua. Mọi người sẽ đay nghiến vào cái tên bỏ qua đấy của em anh ạ. Mọi người sẽ đay nghiến mất nửa năm người chứ bỏ qua mất. Nên em phải tìm nhà khác. Em ơi, đay nghiến mà đay nghiến tới nửa năm lần hả em? Đã, đúng trong đúng nhóm ai là cái người mà hay đay nghiến em nhất? Thẳng tiện kể xấu luôn cho anh. Dạ, sẵn thì thôi em không dám nói đâu. Bởi vì sóng truyền hình mà. Nhớ bây giờ mình lên cái về mình lại khó gặp anh em anh ạ. Nên là thôi mình cứ không có ai đay nghiến em cả. Em cứ tự nhận cho bản thân em thế luôn. Trời ơi, thế thương quá đi. Bây giờ về thì gặp các anh em không biết nói làm sao. Nhưng mà thôi, nếu như các anh em của Zero Nine mà có xem thì chắc cũng thông cảm. Bởi vì đã từng chơi rồi, từng biết cái áp lực nó như thế nào. Bạn ấy trả lời đúng, chứ không phải là sai. Mà chỉ là vì rối cho nên là không gọi được tên người nào hết ở đây. Vì vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với Đức. Nhưng mà người cuối cùng gọi tên em là ai em nhớ không? Người cuối cùng gọi tên em là chị Trang Phùng. Trang Phùng em. Nói chung là lỗi của em. Đáng lý là em phải nhận lỗi. Trời ơi, một người chị đấy ạ. Một người chị. À, tức là hai em có quen biết nhau bên ngoài hả? Dạ. Dạ có. Chị Trang là một trong những người gọi là dẫn dắt em đi vào nghề đấy ạ. Vậy hả em? Dạ, đúng rồi ạ. Tức là em là người giới thiệu cho Đức đến với âm nhạc hay sao Trang? À, cũng gọi là hơi bé duyên thế cả. Có nghĩa là ngày xưa thì em biết đến chị Trang trước ở một cái vai trò là mình là fan thôi. Mình xem những cái phim của chị đóng thì mình thích thôi. Bạn em cũng có quen với chị Trang và chị Trang bảo là ui trông mày đáng yêu thế, xong mày thử đi. Em cũng thử. Với cùng thử đến bây giờ. Dạ. Thử và mình thấy thích đúng không? Thôi thì không có gì mình phải lăn tăn cả. Bởi vì đó là cái người mà thân thiết của mình. 1.000 điểm của Đức sẽ chuyển sang cho Trang. Và anh sẽ gửi cho em một phần quà của chương trình. Đó là một chiếc điện thoại thông minh. Cảm ơn em nha. Chào tạm biệt Đức. Thưa quý vị, ở vòng thi đầu tiên thì chúng ta đã chia tay với chàng trai rất là dễ thương, đó là bạn Lê Đức. Hiện nay thì 4 người chơi còn lại điểm là ngang ngang nhau hết. 4 người là 1.500 điểm đều trân luôn vậy đó. Hù, đều hết. Nhưng mà đều. Các em thấy cái vòng vừa rồi thế nào? Hơi áp lực không? Hơi áp lực Hơi sợ. Hơi sợ. Hơi sợ. Chưa đâu. Một khi mà cái lượng người chơi còn lại ít nữa đó thì chúng ta sẽ còn căng thẳng hơn như thế. Cho nên là cứ hãy hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh nha. Và theo luật chơi thì nếu như các bạn đồng điểm với nhau, cái người đứng gần phía cánh tay trái của Đại Nghĩa hơn thì đó sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ tiếp theo. Dạ. Anh mời Thắng bấm đồng hồ số 3. Câu hỏi dành cho em bắt đầu. Tính đến tháng 2 năm 2020, thành phố Hà Nội có bao nhiêu quận? Bỏ qua. Cây cầu có đài phun nước dài nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? Hàn Quốc. Đúng. Thành. Đạo diễn Việt Nam nào là giám khảo liên hoan phim Osaka châu Á 2018? Phan Gia Nhật Linh. Đúng. Tiếp. Mỹ Nương trong truyện cổ tích Trương Chi là con gái vua Hùng hay quan tể tướng? Quan tể tướng. Đúng. Thắng. Mike Tyson là vận động viên nổi tiếng ở bộ môn thể thao nào? Bỏ qua. Tất cả các loài tê giác đều có một sừng, đúng hay sai? Sai. Đúng. Trang. Trong tuồng tích dân gian Nghêu Sọp Hến, ai là nhân vật thầy bói? Nghêu. Đúng. Tiếp. Trên sông nào sau đây có nhà máy thủy điện? Sông Đáy, sông Đà hay sông Đuống? Sông Đà. Đúng. Thắng. Số lượng quân cờ trong môn cờ vua và cờ tướng là bằng nhau, đúng hay sai? Đúng. Đúng. Mỹ. Tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang hiện nay là thành phố Rạch Giá hay thành phố Hà Tiên? Bỏ qua. Đuôi của con vật nào có tiết diện tròn hoặc bầu dục và không hề có gai nhỏ? Có... Hết giờ rồi em ơi. Cái câu này anh cũng chưa đọc xong nữa. Nhưng mà bởi vì cái câu trước đó thì em cũng đã bỏ qua, cho nên mình mất thời gian ở cái chỗ đó ha. Hồi nãy anh cứ tưởng là mọi người đang quên tên em rồi đó. Em cũng chưa quên em. Anh thấy là gọi Thành ha, gọi Thắng này ha, gọi Trang mà không ai gọi tới tên Mỹ hết trơn. Trời, đến khi gọi tên Mỹ thì tên Mỹ phải dừng lại. Số rồi. Thắng gọi tên em hả Mỹ? Em không nhớ ai gọi em vậy. Thắng. Anh Thắng. Em Thắng cũng không nhớ gọi ai luôn. Em gọi người ta. Anh gọi em anh không nhớ. Giờ kỳ từ chối trách nhiệm kỳ quá. Từ từ em chối bỏ trách nhiệm hả Thắng? Ở đây ai cũng gọi em luôn á anh. Tại tên em dễ nhớ. Tên Thắng, Thắng nghe nó có vẻ nó may mắn á. Gọi Thắng, Thắng biết đâu mình thắng thì sao? Dạ hy vọng. Hy vọng vậy. Và bây giờ thì 1.500 điểm của Mỹ sẽ được chuyển sang cho Thắng. Này chương trình lấy nha, phải anh lấy nha. Vừa rồi chúng ta đã trải qua có thời gian là 1 phút. Em có thấy nhanh quá không Mỹ? Dạ nhanh, em áp lực lắm luôn. Thở không nổi luôn. Khi mà các bạn khác trả lời em có chuẩn bị sẵn sàng tư thế không? Em cứ liếc gì nè em. Chết rồi, sợ quá. Mà cuối cùng anh thắng là anh lấy
Hồi xui thôi em. Và như vậy là Mỹ sẽ phải chia tay với chúng ta. Dạ. Anh cũng sẽ gửi em một phần quà là một chiếc điện thoại thông minh. Và thưa quý vị, trước khi tiếp với những phần thi tiếp theo, hãy nghỉ với Lào ít phút nha. Tiếp theo sẽ là vòng chơi thứ ba. Thời gian mỗi một cái vòng chơi của chúng ta chỉ có cao lắm là 2 phút, đúng không? Nhưng mà các em có cảm giác là nó dài không? Hơi dài anh. Là bởi vì mình hồi hộp, mình sợ đó. Từng giây trôi qua mà mình cứ lo lắng là không biết có tới mình hay chưa. Sợ gây nghiệp. Đã vậy còn sợ gây nghiệp nữa hả? Em gây rồi đó. Gây rồi đó. Thì mới vô chơi gây nghiệp rồi. Nhưng mà nhờ vậy, điểm em bây giờ là cao nhất, là 4.500 điểm, trong khi Thành và Trang thì mới có 3.000 thôi. Ở lượt chơi tiếp theo thì Thành sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ nha. Dạ rồi. Đồng hồ số 2. Câu hỏi dành cho Thành bắt đầu. Mắt của đà điểu lớn hơn hay nhỏ hơn bộ não của chúng? Lớn hơn. Đúng. Là tiếp. Quốc lộ nào ngắn nhất Việt Nam với tổng chiều dài chỉ có 6 km? 35. Đúng. Tiếp. Giải Pritzker là giải thưởng danh giá của ngành nào? Bỏ qua. Tại pit stop, trạm dừng kỹ thuật xe đua công thức 1 dừng để thay lớp trong khoảng bao nhiêu giây? 35 giây. Sai, 2 giây. Sông nào được coi là biên giới tự nhiên giữa Lào? Hết giờ rồi. Trời ơi, nhanh quá. Quá à, nhanh. Biết bao nhiêu giây không? Dạ không. 30 giây. Tự tạo nghiệp. Tự tạo nghiệp. Không ai gây nghiệp. Mình tự chết đi, khỏi gây nghiệp với ai. 30 giây trôi qua đúng là trong một cái chớp mắt. Thành là người bấm nút chọn đồng hồ. Rồi em cũng tự hết cái đồng hồ, kết thúc ngay đây em luôn. Cho nên là 4.500 điểm của em sẽ được sung vào công quỹ nha. Dạ. Không chuyển giao cho ai hết thì đó cũng là một cái điều đáng tiếc cho cái đội của mình á. Nếu như mà được chuyển cho một bạn nào đó, mà nếu như bạn đó là người thắng của nhóm mình thì cái điểm thưởng của bạn ấy vào vòng trong nó sẽ cao hơn. Nhưng mà biết sao được, thời gian nghiệt ngã quá quý vị, có 30 giây thôi. Nó trôi qua một cái vèo. Thấy em biết 30 giây là em phải nhanh hơn xíu rồi. Ai ngờ nó có 30 giây. Nhưng mà nếu như hồi nãy em mà cảm nhận được rằng cái gói thời gian tiếp theo nó sẽ ngắn á, thì khi trả lời đúng là mình chuyển lượng thì mình sẽ an toàn. Dạ. Em cứ nghĩ là nó còn dài phải không? Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ là phải tầm được 1 phút hay là gì đó. Nhưng mà nó không nghĩ là nó ngắn. Hai cái gói trước nó đã dài dài rồi thì cái gói này nó phải ngắn lại chút chứ. Như vậy là Lê Minh Thành sẽ phải chia tay với chương trình của chúng ta. 4.500 điểm vào công quỹ. Dạ. Còn em thì sẽ nhận được một chiếc điện thoại thông minh là phần quà của chương trình nha. Dạ. Đã từng bao giờ em đóng phim một cái vai diễn nào đó mà em cảm giác nó áp lực như tham gia chương trình hôm nay chưa? Dạ cũng có anh. Mà thì trò chơi thì nó khác với đóng phim. Thì đóng phim nó sẽ có cái áp lực khác. Và cái trò chơi này có áp lực khác. Mỗi cái nó đều có những cái quy luật khác nhau và cái áp lực khác nhau. Nhất là trong phim thì nói gì nói mình cũng có thời gian nó dài dài. Dạ đúng, được rồi, đúng không? Kia. Còn đây nó chỉ có 30 giây thôi. 30 giây và nếu như mình không vượt qua nó thì mình đành phải chấp nhận ra đi. Dạ. Và chào tạm biệt em tại đây nha. Dạ em chào nhẹ, chào mọi người, cố gắng bye em bye. Mọi người. Tạm biệt Minh Thành. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với lượt thi đấu cuối cùng của nhóm 1. Bây giờ chỉ còn có 2 bạn thôi, Thắng và Trang. Có điều gì muốn nói với nhau trước khi chúng ta bắt đầu cái vòng thi quyết định này không em? Em sợ lắm luôn á. Em run quá trời. Nãy giờ đông còn đỡ, bây giờ còn 2 người đấu trực tiếp. Thì bây giờ mình không có còn phải nhớ tên nhiều người bạn nữa, nhớ đúng một cái tên thôi. Sợ nhớ lộn mới chết á anh. Ủa, bây giờ tên Trang dễ nhớ mà em. Sao anh lộn em được vậy? Lộn ai giờ? Cứ nhớ đúng cái tên cô ấy, còn Trang thì cứ nhớ đúng cái tên của anh chàng này. Thắng và Trang hai bên gọi qua gọi lại. Nhưng cái gói 30 giây là cái gói ngắn nhất chúng ta đã qua rồi, cho nên là cũng nhẹ nhõm bớt phần nào. Nhưng cái gói 45 giây vẫn còn nha các em. Thì em muốn đi về quá anh, sợ quá anh nghĩ. Em ơi, nếu như muốn về thì em yên tâm đi, chỉ khoảng 45 giây nữa thôi là em sẽ được về. Nếu như em muốn, hoặc là nếu như em không may mắn. Chuẩn bị, Trang sẽ là người bấm nút cho đồng hồ. Bắt đầu. Đồng hồ số 4. Sẵn sàng chưa? Dạ. Tên gì? Thắng. Đúng rồi. Anh Thắng. Anh Thắng. Câu hỏi dành cho em, bắt đầu. Thuật ngữ tsunami sóng thần bắt nguồn từ ngôn ngữ nào? Tiếng Nhật. Đúng. Tiếp. Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2003 được tổ chức tại Việt Nam là SEA Games lần thứ mấy? SEA Games 22. Đúng. Tiếp. Nước ta có diện tích biển khoảng trên 1 triệu km2, gấp mấy lần diện tích đất liền?
gấp 3 lần diện tích đất liền. Đúng. Anh Thắng. Trong lịch sử hệ thống số cổ, số nào là chữ số cuối cùng được tạo ra? Số 0. Đúng. Trang. Tên Honolulu, thành phố thủ phủ bang Hawaii, Mỹ có nghĩa là gì? Bỏ qua. Danh họa trường phái lập thể Pablo Picasso là người nước nào? Tây Ban Nha. Đúng. Anh Thắng. Chim bắt tép kho cà hay gà gô là tên gọi khác của loài chim? Hết giờ rồi Thắng ơi. Chúc mừng em. Trời. Vừa rồi là gói thời gian bao nhiêu các em đoán được không? 45 giây. Đúng rồi. Rồi sao anh nói cái gì đúng cái đó nha. Anh đoán trước mình đúng thiệt. Mặc dù anh cũng chẳng biết cái đồng hồ nào là bao nhiêu giây. Giống như các em vậy thôi. Em muốn đi về, em đi về thiệt nè. Thì đó, nãy em mới nói xong muốn đi về đó. Thì chỉ trong 45 giây thôi là em đã được về rồi. 5.000 điểm của Thắng sẽ được chuyển sang cho Trang. Tino, bây giờ em chia sẻ một chút về dự án mới của mình cho khán giả được biết đi em. Dạ, hiện tại sắp tới thì tháng 12 này em sẽ ra mắt một sản phẩm mới của em sau 2 năm em nghỉ. Tại sao em nghỉ suốt 2 năm nay? Dạ, tại vì có rất là nhiều vấn đề về gia đình và kinh tế, thứ nữa nhưng mà bây giờ em ổn định rồi. Em vào công ty mới. Em đã có một cái môi trường mới để mình hoạt động đúng không? Dạ vâng. Và khoảng cuối năm nay sẽ có một cái sản phẩm mới đánh dấu sự trở lại của em. Dạ. Em vẫn giữ nghệ danh của mình là Tino hả? Dạ vâng ạ. Khán giả sẽ chờ đón một Tino vào cuối năm nay với sản phẩm âm nhạc mới nhất nha. Anh sẽ gửi tặng cho em một chiếc điện thoại thông minh. Dạ. Là phần quà của chương trình. Còn với Trang, vượt qua gói thời gian 45 giây vừa rồi cũng khá áp lực, nhưng em là người giành chiến thắng. Cái điều quan trọng trong nhóm này có mấy ông đàn ông, vậy mà em làm cô gái nhỏ bé, em đã giành chiến thắng. Vậy thì tiếp tục giữ cái tinh thần của mình để đến với vòng sau em nha. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ít phút nữa với nhóm 2. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Đối Mặt Thời Gian. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhóm người chơi thứ hai của hôm nay. Chào các em. Em chào anh ạ. Chào. Chào em khách số 1, giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa, chào quý vị khán giả và chào bốn người chơi. Em tên là Nguyễn Khánh Linh, thì mọi người hay gọi em với tên là Linh Cun. Thì hiện tại em đang là một diễn viên ạ. Mình hay đóng phim hay là mình diễn sân khấu hay mình đóng những thể loại nào em? Em hay đóng phim, những cái web drama. Web drama, dạ. Tham gia được mấy cái rồi? Cũng khá khá rồi ạ. Khá khá là bao nhiêu? 5 hay 10 hay là còn nhiều hơn cả 10? Chắc là cũng nhiều hơn nên bây giờ em cũng không nhớ nữa. Nhiều đến như vậy đó hả? Em thường đóng cho các bạn diễn viên nào em có nhớ không? Thường thì em hay đóng phim Học Đường ạ. Học Đường. Nhưng mà đó là những cái sản phẩm mà của một cái đơn vị nào đó sản xuất và em được tham gia. Vâng. Chứ em chưa có một cái sản phẩm của riêng mình. Thường khi web drama thì thấy là đa số các bạn sẽ tự làm để mình chọn được những kịch bản ưng ý và chọn luôn cả những vai diễn mà mình thích nữa. Thì em chưa có cơ hội làm điều đó sao? Vâng, nhưng mà thực ra thì những cái vai diễn của em đều là những cái vai diễn mà em rất là thích. Vâng, thì cũng may mắn là khi mà được vào những cái vai đấy thì cũng đúng là những cái tính cách mà em cũng rất là thích luôn. Em có học diễn viên ở đâu ra không? Dạ em chưa ạ. Vậy thì từ đâu mà em bắt đầu với công việc này? Thực ra là do đam mê thôi ạ. Đam mê thì anh nghĩ rằng nhiều bạn trẻ đam mê lắm. Dạ. Nhưng mà cái cơ duyên nào để đưa mình đến với công việc của một diễn viên khi mình không phải xuất thân từ trường lớp? Thực ra nó cũng là một sự may mắn khi mà cái bộ phim đầu tiên mà em đi casting là em đã được đậu luôn. Và từ đó các cái duyên đến với những cái bộ phim sau là từ đó ạ. Không phải ai cũng có cái may mắn như em đâu. Ngay lần đầu tiên khi mình casting mình đã được chọn ngay. Và rồi sau đó rất là nhiều những dự án cũng mời mình nữa. Dạ. Vậy thì anh cũng chúc cho em sẽ có thêm nhiều những sản phẩm mới. Có thể là mình đi đóng cho các bạn đồng nghiệp hoặc là với những sản phẩm mà sau này em sẽ tự làm cho chính bản thân mình luôn em nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với cô gái ở vị trí số 2. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa, chào các bạn cùng chơi và chào các bạn đang xem đài. Mình là Đoàn Lý Trần Quỳnh ạ, hiện mình đang làm mẫu ảnh ạ. Dạ. Trần Quỳnh đang làm người mẫu ảnh. Cho nên mình thấy rằng cô ta có một gương mặt rất là sáng, rất là xinh. Dạ. Có đi đóng phim không? Thi thoảng em có đóng TVC ạ, một vài quảng cáo. Dạ, dạ vâng. Có đóng phim truyện bao giờ chưa? Em có đóng một số sitcom ngắn. Sitcom? Dạ.
Em thấy cái việc làm mẫu ảnh với cái việc là trở thành một diễn viên thì cái nào nó khó hơn và em thích cái nào hơn? Em thích làm mẫu ảnh hơn, nhưng mà em thấy đi đóng phim và tham gia một số vai diễn thì em sẽ thể hiện được nhiều tính cách và nhiều mặt khác nhau về bản thân mình hơn ạ. Đúng rồi, dạ. Nó sẽ giúp cho mình thể hiện được nhiều sắc thái khác nhau, dạ, và nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho công việc mẫu ảnh của em. Bởi vì khi làm mẫu đâu phải lúc nào chúng ta cũng chỉ là cười thật tươi, dạ, mà còn có những sắc thái khác, nó tùy thuộc vào cái trang phục chúng ta đang mặc hoặc là cái hoàn cảnh, cái không gian nơi chúng ta chụp ảnh nữa, đúng không? Dạ vâng. Vậy thì hãy trau dồi thêm ở cái phía diễn viên để mình có nhiều kinh nghiệm cho cái công việc mà mình yêu thích là làm mẫu ảnh nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Và tiếp theo, chàng trai đứng ở chánh giữa nè, gương mặt quá quen thuộc rồi nè. Dạ, em chào anh Nghĩa, chào mọi người. Anh này mình phải nói tên thiệt phải không anh? Ừ. Em là Nguyễn Tuấn Kiệt, thí sinh tham gia chương trình Đối Mặt Thời Gian. Thật ra cái tên nghệ danh của em người ta cũng vẫn quen gọi là Jin Tuấn Kiệt. Dạ. Tức là mình cũng đâu có giấu cái tên thật của mình đi đâu. Dạ. Còn cái chữ Jin là thế nào hả em? Dạ Jin là anh không hiểu rồi đó. Hả? Còn cái chữ Jin trong cái origin là... đó hả? Dạ không, là còn Jin á. Thì đó là trong cái chữ origin đó. Dạ. Thiệt dạ. Không? Dạ thiệt. Trời ơi, năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi mà. Hả? À tức không, là em mới 20, em mới 19 20 à. Mới em mới vào đời, em mới vào đời. Dạ. 19 20 của nhiều năm về trước. Nhưng mà mình vẫn nhận ra là cái tên đó nó giống như mình, Jin Tuấn Kiệt. Yeah. Không sao hết, đó là cái nghề danh nha. Khán giả đã quen gọi như vậy rồi, còn cái việc em lý giải nó như thế nào là việc của em. Dạ. Còn cái chuyện tin hay không là chuyện của anh và mọi người. Dạ rồi. Thưa quý vị, ca sĩ Jin Tuấn Kiệt. Tiếp theo, cô gái dễ thương ở vị trí số 4 nào. Dạ, xin chào anh Nghĩa, xin chào các bạn. Dạ, em tên là Lan Hương, Lê Lý Lan Hương ạ. Dạ. Tên hay quá. Dạ, hiện tại thì công việc của em là diễn viên ạ. Em cũng là diễn viên luôn. Dạ. Em có xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh ra không? Dạ không ạ. Vậy em từ đâu? Dạ em tự học ạ. Học, em học ở đâu ạ? Dạ em thật ra là em đi đóng nhiều, xong rồi em được các anh chị trong đoàn hướng dẫn em thì em học hỏi cho các anh chị thôi. Sẽ có rất là nhiều bạn trẻ mong muốn trở thành diễn viên và cái câu hỏi đầu tiên họ hay hỏi là làm thế nào để tôi trở thành diễn viên. Vậy thì em có thể chia sẻ cái bước đầu tiên khi em bắt đầu với công việc này nó như thế nào để cho các bạn trẻ đang xem chương trình người ta cũng có thể có một cái điểm khởi đầu tương tự như vậy nếu như họ thích. Dạ, em nghĩ là cái việc đầu tiên mình cần đó chính là mình phải thích, mình phải đam mê cái công việc này. Thì dù là mình có cực cỡ nào, mình có thấy nó vất vả cỡ nào thì mình cũng sẽ vui. Dạ, mình cần đam mê. Và em thấy là đặc biệt là cái việc mà mình làm diễn viên á, là mình phải cộng thêm nữa là chịu khó và siêng năng nữa. Đó là những cái điều mà khi chúng ta đã trở thành diễn viên. Dạ. Còn với một cái cô gái Lan Hương khi chưa bắt đầu là diễn viên mà mới chỉ có đam mê thôi, thì em làm sao để tiếp cận được với công việc này? Dạ, thật ra là em rất là chịu khó đi casting ạ. Và may mắn là em cũng đậu được vai. Cho nên là em nghĩ là nếu mà bạn nào đam mê á, thì mình phải kiên trì đi cast. Rớt không sao, mình phải đi tới cùng. Dạ. Tự tìm cơ hội cho mình. Dạ, đúng không? Rồi. Đó là cái điều mà Lan Hương chia sẻ. Và Nghĩa cũng mong rằng nếu như các bạn nào yêu thích công việc diễn viên mà không có cái điều kiện hoặc là vì lý do khách quan nào đó mình không theo học được ở những cái môi trường chuyên nghiệp, thì chúng ta hãy tự tạo cơ hội cho mình bằng cách chịu khó xem thông tin, xem coi đoàn phim nào có đăng thông tin là casting thì chúng ta sẽ đến đăng ký tham gia. Một lần, hai lần có thể mình chưa được nhận vào bởi vì có thể là do không có kinh nghiệm. Nhưng mà sau những lần đó mình sẽ học hỏi được nhiều và dần dần mình sẽ bén duyên với cái bộ môn nghệ thuật mà mình yêu thích nha. Dạ, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào chàng trai số 5. Dạ, em chào Đại Nghĩa, chào tất cả các bạn cùng chơi và chào tất cả quý vị đang xem đài. Dạ, em tên thật là Nguyễn Hưng Thịnh. Dạ, nghệ danh của em là Hoàng Thịnh HT. Dạ, hiện tại thì em đang là một diễn viên. Dạ, cũng là một sinh viên luôn. Sinh viên trường gì em? Dạ, em hiện tại đang là một sinh viên của trường học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Năm mấy rồi? Dạ, em năm nay ra trường năm cuối rồi. Năm cuối rồi. Dạ, và dành thời gian để đến tham gia chương trình ha. Bởi vì anh biết rằng thời gian của năm cuối nó cũng bận rộn lắm, làm bớt tốt nghiệp mà. Dạ em, tại vì em mục đích em tham gia chương trình này là em thần tượng anh, em đến gặp anh thôi à. Trời ơi, cảm ơn em. Tự nhiên nói xong một lát là tới phiên em là anh sẽ đọc câu hỏi một cách nhanh nhất có thể. Anh nói sao, em thần tượng anh từ những cái vai mà trong ngày xưa á. Có một cái tuyến vai mà em cực kỳ em thích mà em phải coi đi coi lại rất là nhiều luôn. Cái vai ai đứng như bóng dừa tóc dài bài ngang rúng, đó là cái nào một hát vương. Dạ, hát vương là một tiếng vai mà em rất là thần tượng và em chỉ tới một đến tới đây
vui là chính thì gặp anh vẫn là hơn. Cảm ơn em nha, bởi vì đó là một cái vai mà anh cũng rất là thích, cho nên là hôm nay khi nghe một người nhắc lại về cái vai diễn đó của mình thì anh cảm giác rất là hạnh phúc khi một cái vai diễn của mình nó đã được nhiều người yêu thích và nhớ đến như vậy, và đặc biệt là với anh em trong nghề chúng ta. Và anh cũng mong rằng sau này khi em trở thành một diễn viên thực thụ, em cũng sẽ tìm được cho mình những cái vai diễn mà em ưng ý và những vai diễn để khán giả nhớ đến mình ha. Dạ em cảm ơn mọi người, nhớ theo dõi em nha. Em hoàn thành nha mọi người. Và đây là 5 người chơi của nhóm 2. Trước mặt của anh bây giờ là 6 cái đồng hồ như các em thấy đó. Đó. Và mỗi cái đồng hồ này nó sẽ có một cái giá trị thời gian khác nhau: 30 giây, 45 giây, 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 45 giây và 2 phút. Các em sẽ bấm nút chọn một cái đồng hồ bất kỳ ở đây và chúng ta không biết là nó bao nhiêu giây hết. Chỉ có khán giả xem truyền hình biết mà thôi. Và nếu như các em trả lời câu hỏi mà đúng, muốn trả lời tiếp để ghi thêm điểm thì cứ nói tiếp. Câu nào khó cứ nói cho qua. Hoặc là nếu như trả lời xong rồi và mình muốn chuyển lượt cho người khác thì mình hãy gọi tên một trong 4 người bạn còn lại nha. Sẽ có một dấu hiệu để các em nhận biết 30 giây vừa mới qua, đó là dấu hiệu này. Đó, cái âm thanh nó vang lên là mình biết rằng đã 30 giây ha. Rồi, bây giờ anh em nhớ tên nhau hết chưa? Dạ, rồi ạ. Rồi, anh nhắc lại Linh lần nữa. Hương. Nhớ chưa nè, Linh nè, Quỳnh nè, Kiệt nè, Hương nè và Thịnh. Phải nhớ để gọi tên là bởi vì ở cái nhóm trước đã có người rồi các em nha. Cái giây phút sinh tử, cái giây phút quyết định quan trọng nhất. Không nhớ tên một ai hết mà tự nhiên gọi bỏ qua. Trả lời đúng rồi mà tự nhiên gọi bỏ qua mà không có ai tên qua hết. Cho nên là bạn ấy đã phải chia tay với chương trình rất sớm. Vì vậy anh phải nhắc để các em rút kinh nghiệm ha. Nhóm mình thì ai là người đã bốc thăm chọn đồng hồ đầu tiên? Dạ em. Là Thịnh ha. Dạ. Mời em đặt tay vào nút bấm. 3, 2, 1, bấm. Đồng hồ số 3. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Câu hỏi dành cho Thịnh bắt đầu. Palawan là địa điểm du lịch nổi tiếng ở quốc gia Đông Nam Á nào? Philippines. Đúng. Hương. Tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2020, Việt Nam giành được mấy huy chương vàng? Bỏ qua. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh là bộ sách y khoa nổi tiếng của ai? Hải Thượng Lãn Ông. Đúng. Kiệt. Ai từng là chủ nhân của các công trình nổi tiếng như tòa nhà bảo tàng mỹ thuật, khách sạn Majestic, bệnh viện Từ Dụ, trung tâm cấp cứu Sài Gòn? Chú quả. Đúng. Dạ tiếp. Quốc gia nào có sản lượng sữa trâu lớn nhất thế giới? Dạ bỏ qua. Tên hiệu của một vị vua đặt ra để tính năm trong thời gian mình trị vì gọi là gì? Niên hiệu. Đúng. Tiếp. Bình phương bán kính nhân pi là công thức tính chu vi đường tròn hay diện tích đường tròn? Diện tích đường tròn. Đúng. Linh. Tỉnh duy nhất nào ở nước ta có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc? Điện Biên ạ. Đúng. Tiếp. Quốc gia nào ở Nam Mỹ sử dụng tiếng Bồ Đào Nha nhiều nhất? Bỏ qua. Theo luật cờ vua FIDE 2018, đấu thủ cầm quân cờ màu gì được đi trước? Bỏ qua. Năm nào được Liên Hợp Quốc coi là năm thiên văn học quốc tế? Bỏ qua. Cua ẩn sĩ hay cua ký cư là tên gọi khác của loại ốc nào? Ốc mượn hồn. Đúng. Quỳnh. Tỉnh nào ở nước ta được mệnh danh là Vương quốc hang động? Quảng Bình. Đúng. Tiếp. Long Diên Hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa có ở loại cá nào? Bỏ qua. Công trình hồ chứa nước đầu tiên của nước ta được xây dựng trên miệng núi lửa hiện ở trên đảo nào? Từ Sơn. Hả? Từ Sơn. Sai, là đảo Lý Sơn. Tính đến nay, quốc gia nào đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN nhiều lần nhất? Thái Lan. Đúng. Kiệt. Dân ca ví dặm nghệ tỉnh là loại hình nghệ thuật trình diễn dân ca của hai tỉnh nào ngày nay? Nghệ An, Hà Tĩnh. Đúng. Thịnh. Nên một hồ nước mặn nằm ở biên giới giữa bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Bỏ qua. Thận lọc và trả lại vào đường máu khoảng bao nhiêu lít dịch mỗi ngày? 189 lít hay 1,89 lít? 1,89 lít. Sai, 189 lít em ạ. Thận lọc và trả lại vào đường máu khoảng 189 lít mỗi ngày. Hồi hộp không em? Trời, cái tim đập quá anh ơi. Cái nhạc có gì cho nó đau. Cái nhạc gây sợ. Một người mà anh thấy quen với sân khấu nhiều nhất ở đây đó là Kiệt. Mà vẫn còn phải hồi hộp, vẫn còn phải rung, vẫn còn phải lắp bắp trong cái câu trả lời của mình. Chú, quả. Em cà lâm từ khi nào vậy Kiệt? Dạ, nhưng mà tại cái thời gian em sợ cái thời gian em bị cà lâm luôn. Tức là bắt đầu cà lâm từ chương trình này. Dạ đúng rồi, từ chương trình này. Anh chỉ sợ là sau này khi em đi hát mà em cà lâm như vậy rồi không biết sao luôn á. Trời ơi anh, cái em còn hồi hộp hơn lúc mà em thi hay là em đi diễn nữa anh. Thiệt, nếu không thiếu điều cái tim em văng ra tới kia nãy giờ đó.
Khi mà nghe bạn gọi tên mình là em cảm giác ra sao? Dạ lên đường rồi, cứu nước rồi. Lên đường rồi. Dạ lên đường rồi, tan trường luôn rồi. Tan trường luôn. Em thấy bắt đầu mà khi mà 1,8 lít là 0,8 lít là em thấy thôi xong. Nhưng mà lúc đó nếu như em trả lời đúng là 189 lít thì anh nghĩ rằng cũng chưa đủ thời gian để cho em gọi tên một người nào khác ở đây. Dạ. Tức là mình bị hồi hộp quá, mình bị cái tuyến thời gian mình nó nhanh quá nên mình không có loát kịp. Bây giờ mình cũng kêu cũng không biết gọi tên ai. Dạ đúng rồi. Đó, đúng là đối mặt với thời gian quá một điều quá sợ hãi đó quý vị. Quá sợ hãi. Chúng ta trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những giây phút mà chúng ta phải đối mặt với thời gian. Dĩ nhiên nó không có quá nghiệt ngã là 30 giây hay 45 giây như trong chương trình. Và ở trong cuộc sống thì những cái khoảng thời gian chúng ta đối mặt có thể dài hơn. Dạ. Nhưng cái áp lực của nó đôi khi sẽ còn khủng khiếp hơn tại cái game show này. Đó, cho nên mong rằng người chơi của chúng ta và tất cả mọi người chúng ta sẽ đủ bình tĩnh, bản lĩnh và tự tin để chúng ta đối mặt với những áp lực, đối mặt với thời gian ở bên ngoài cuộc sống của chúng ta. Vừa rồi chúng ta trải qua gói thời gian dài nhất là 2 phút. Nhưng mà tiếc là thời gian đã dừng lại ngay em. Cái xui ấy anh. Đó, xui. Cho nên tiếc quá đi, trong khi anh rất muốn em ở lại thêm lâu chút nữa. Giờ thôi mình đứng nói chuyện tới chiều được. Bốn người bạn này chắc chắn sẽ không đồng ý về điều đó. Nhưng mà em nhớ ai gọi tên em không Thịnh? Dạ em nhớ anh Kiệt anh. Dạ trên cuộc đời làm nghề của em sẽ nhớ anh Kiệt đã loại em ngay từ vòng đầu tiên. Dạ quý vị anh ơi. Anh xin dạ. lỗi em. Và 500 điểm của Thịnh sẽ được chuyển sang cho Tuấn Kiệt. Dạ, rồi trước khi em rời khỏi chương trình thì hy vọng là ba bạn nữ hãy triệt nhanh, triệt gọn và triệt xuất sắc anh Kiệt. Trời ơi. Dạ. Giúp Thịnh vậy thôi ạ. Bé không có thù dai bao nhiêu cơ đội đó. Anh sẽ gửi tặng cho Thịnh một phần quà, đó là một chiếc điện thoại thông minh nha. Dạ cảm ơn anh và chương trình. Chào tạm biệt em. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là vòng thi thứ hai dành cho bốn người chơi còn lại. Hiện nay điểm số của Lan Hương là 500 điểm, thấp nhất trong nhóm. Cho nên em sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ tiếp theo ha. Dạ. Mời em. Đồng hồ số 5, câu hỏi dành cho em bắt đầu. Hệ thống định vị toàn cầu GPS do quốc gia nào thiết kế xây dựng? Mỹ. Đúng. Kiệt. Tính đến tháng 4 năm 2020, quận nào ở nước ta có nhiều phường nhất? Quận 3. Sai, quận Đống Đa. Ủa? Nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhiều điều là cái gì? Là vải đỏ, vải đỏ. Đúng, đúng. Chuyển lên. Chỉ số vượt khó viết tắt theo tiếng Anh là gì? AQ. Đúng. Tiếp. Thành phố cảng Hải Phòng là cửa ngõ quan trọng hướng ra vịnh nào? Vịnh Bắc Bộ. Đúng. Kiệt. Xe vịt là loại phương tiện lội nước ở đảo quốc nào? Dạ đảo quốc là Singapore đó. Đúng. Quên. Thanh trà thủy biều là đặc sản của tỉnh nào nước ta? An Giang. Sai, Thừa Thiên Huế. Trọng lực trái đất tại mọi vị trí trên bề mặt của nó là khác nhau hay bằng? Hết giờ rồi Quỳnh ơi. Ai gọi tên em trong đêm? Có người đánh đúp rồi kìa em. Đó. Mình xin lỗi. Vẫn lại là anh ấy. Vừa rồi chúng ta qua gói thời gian là 45 giây cho nên nó rất là nhanh đúng không? Mới có chuyển qua chừng 2 lượt, 3 lượt gì đó thôi là thời gian đã dừng lại ngay vị trí của Quỳnh. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng Kiệt Cà Lâm rất nhiều trong chương trình này nghe em nghe. Dạ. Quỳnh. Và nó quýu thiệt anh. Quýu quá. Đó, cái từ quýu không thôi mà cũng phải 4-5 lần vậy đó. Dạ nãy em kêu chuyển luôn mà không biết chuyển cái ai. Em phải nhớ tên lại. Bởi vậy anh ta mới nói ngay từ đầu là nhớ tên nhau hết chưa. Hãy ghi một cái tên nào đó trong đầu của mình để cần kiếp nhất là mình nói cái tên đó ra ngay lập tức. Dạ. Còn Quỳnh thì ai gọi tên em đó là Kiệt đúng không? Kiệt dạ. Em còn thích anh ấy nữa không? Cái gương mặt của cô ấy là hiểu rồi ha. Biết là cái cảm xúc của cô ta dành cho em như thế nào rồi đó Kiệt. Em thấy này chương trình này giống như chương trình gây nghiệp. Có nhiều nghệ sĩ của chúng ta đến đây sau khi tham gia cái vòng của mình xong thì mất tới 3-4 fan lận em. Đúng vậy. Bởi vì trước đó các bạn là fan của người này, fan của người kia đó. Em thích anh lắm, em coi phim của anh đóng, em coi anh hát này kia. Rồi sau khi cái vòng này kết thúc là coi như là mấy bạn đó là không còn coi sản phẩm của mình nữa. Chia tay luôn. Mất fan luôn là vì vậy. Dạ. Còn bây giờ thì anh sẽ phải lấy 1.500 điểm của Quỳnh, anh chuyển sang cho Kiệt. Dạ. Và em chúc ba người ở lại nhớ giành được chiến thắng tiền thì nhớ mời em đi ăn nhá. Anh gửi em một phần quà là một chiếc điện thoại thông minh nha. Dạ em cảm ơn. Chào tạm biệt em nha. Và dạ. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút trước khi chúng ta đến với những phần thi của ba người còn lại nha. Dạ.
Chào đón quý vị đến với vòng thi thứ 3. Nhóm 2 bây giờ chỉ còn có 3 người chơi thôi, đó là Khánh Linh với 3.000 điểm, Kiệt đang tạm dẫn trước với 6.500 điểm. Còn với Lan Hương thì cũng chỉ mới có 1.000 điểm thôi, nó hơi ít. Cho nên bây giờ mình sẽ có cơ hội để ghi thêm điểm đây. Mời em bấm nút chọn đồng hồ. Em được bấm nữa. Em điểm thấp nhất cho nên em sẽ bấm. Đồng hồ số 4. Câu hỏi dành cho Lan Hương bắt đầu. Phía tây của tỉnh Đắk Nông tiếp giáp với quốc gia nào? Bỏ qua. Trong khu vực Đông Nam Á, hòn đảo nào đông dân nhất? Bỏ qua. Glamour, Vogue, Elle là những tạp chí lâu đời trong lĩnh vực nào? Thời trang. Đúng. Linh. Trong môn đấu vật truyền thống Việt Nam, dân gian dùng từ gì để gọi một trận đấu? Bỏ qua. Cá sấu hạ con mồi bằng cách nào? Hất lên không trung hay dìm xuống nước? Dìm xuống nước. Đúng. Kiệt. Ulaanbaatar là thủ đô của quốc gia nào? Bỏ qua. Ở nước ta, luyện kim, khai thác than, sản xuất phân bón được xếp vào ngành công nghiệp nặng hay nhẹ? Công nghiệp nặng. Đúng. Thường. Thành phố nào của châu Âu được tôn vinh là thành phố vĩnh hằng? Roma. Đúng. Kiệt. Máy hơi nước ra đời gắn liền với tên của nhà phát minh người Scotland, tên ông là gì? Bỏ qua. Trong hình học không gian, hình hộp chữ nhật có 12 cạnh, 6 mặt và mấy đỉnh? 8 đỉnh. Đúng. Linh. Ngọn núi nào ở Đồng Nai là ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ sau núi Bà Đen? Bỏ qua. Trong lớp chim, trứng của loài chim nào có kích thước lớn nhất so với kích thước của cơ thể? Chim kiwi. Kiệt. Hết giờ rồi em ạ. Chim kiwi. Chim kiwi là đáp án chính xác. Nhưng lúc đó thì tiếng in. Thời gian đã dừng lại ngay vị trí của em trước khi em gọi tên của Kiệt. Anh ơi. Sao? Em mới tạo nghiệp nữa phải không anh? Thì đúng rồi. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì em thấy rằng trong cái vòng này dường như hai cô gái đang muốn tiêu diệt em á Kiệt. Thiệt luôn, không có gọi tên nhau, gọi có mình em à. Thấy gọi tên em rất là nhiều, mà càng gọi tên em lại càng cà lâm. Công nghiệp nặng. Thực ra là em cũng có hơi có một chút xíu kinh nghiệm. Tại vì mùa trước em cũng bị các bạn xung quanh triệt tiêu một mình em không à. Lần này lại nữa. Tại em đứng ngay chính giữa. Dạ thì đó. Rồi bây giờ trong ba người chơi em là người con trai duy nhất. Hai cô gái kia phải đoàn kết với nhau chứ. Xong bây giờ anh ấy diệt luôn cả ba người luôn. Rất tiếc là may mắn chưa mỉm cười với em Khánh Linh à. Cho nên là 3.500 điểm của em sẽ chuyển sang cho Tuấn Kiệt. Vừa rồi chúng ta trải qua có thời gian là 1 phút. Và Khánh Linh đã là người dừng lại tiếp theo. Em có điều gì chia sẻ với mọi người trước khi chúng ta chia tay nhau không nào? Chị Hương ơi, cố lên nha. Ok, cảm ơn em. Bao mí. Vỗ tay và cười cái kiểu cho qua đó. Không trả lời. Còn chỉ là dành một cái lời động viên dành cho Lan Hương. Hai cô gái của chúng ta bây giờ chỉ còn lại một người mà thôi. Áp lực dành cho em cũng nặng nề lắm nha Hương nha. Em sợ quá anh ơi. Tại Hương cũng là người tình trên cái gì? MV của em. Người tình MV của em. Là có đóng MV cho Kiệt rồi hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ sẽ là một cuộc chiến khốc liệt đây. Trước khi chúng ta đến với cái cuộc chiến éo le, đầy ngang trái giữa hai người yêu trong một MV thì chúng ta sẽ phải chia tay với cô gái này trước. Tạm biệt Khánh Linh. Chào đón quý vị đến với vòng thi thứ tư. Còn lại hai người chơi đó là Tuấn Kiệt và Lan Hương. Hồi nãy Kiệt có nói rằng là Hương là cô bé đóng MV chung với em. Dạ. Đóng vai người yêu luôn. Dạ, vai người yêu. Yêu nhau MV từ lúc trẻ, thời niên thiếu cho tới lúc trưởng thành luôn anh. MV đó tên gì? Dạ, Thanh Xuân Là Cả Một Đời. Thanh Xuân Là Cả Một Đời đó. Nghe cái tên là mình thấy rằng là trải dài cả một cái quãng đời của hai nhân vật. Dạ. Nhưng mà hai nhân vật đó cuối cùng có đến với nhau được không? Dạ, không anh. Chia ly phải buồn. Không? Dạ, tan tác phải dạ, không? Dạ, tan tác. Nó sẽ phù hợp với cái tình huống của chúng ta ngày hôm nay. Khi hai người yêu nhau trong cái câu chuyện đó lại đối mặt với nhau trong cái vòng thi này, là vòng thi quyết định để chọn ra người chiến thắng cuối cùng đại diện cho đội mình đi vào vòng sau. Cố gắng lên cả hai nha. Dạ. Lan Hương, em sẽ là người bấm nút tiếp tục. Mời em. Đồng hồ số 6. Câu hỏi dành cho Lan Hương bắt đầu. Tỉnh nào có sản lượng muối sản xuất ra lớn nhất nước ta? Bỏ qua. Phát minh nào có trước, bánh xe đĩa đặc hay bánh xe nan hoa? Bánh xe đĩa đặc. Đúng. Tiếp. Cá chép, cá hề, cá rô phi, loài cá nào có thể tự thay đổi giới tính? Cá hề. Đúng. Dạ Kiệt. Bún xin lo là đặc sản của tỉnh nào? Dạ Long An. Đúng. Hương. Ở Nhật Bản, loài hoa nào tượng trưng cho tình yêu bất diệt? Hoa anh đào. Sai, là hoa tử đằng. Các cơn bão ở Nam bán cầu. Thời gian đã dừng lại ngay cô bé Lan Hương. Lại là Tuấn Kiệt. Hương à. Hương, dạ. Cái hồi mà đi qua MV chung với Kiệt á, anh ấy đối xử với em như thế nào?
Dạ em nhớ là cũng tốt mà giờ em quên rồi. Rồi. Em quên mất tiêu rồi. Nói chung là cũng có tốt vào cái dạ. thời điểm đó đúng không? Dạ. Là bởi vì sao em biết không? Dạ em không biết. Là bởi vì em đóng MV cho người ta. À rồi, giờ em hiểu rồi anh. Người ta phải nâng niu em trong dạ. cái khoảng thời gian đó. Dạ. Còn bây giờ em đứng đây em là đối thủ của người ta. Dạ. Cho tên người ta sát dáng với em luôn. Dạ. Em chết trong lòng rồi. Hương à, xin lỗi. Sau này nếu như mà còn nhận được lời đề nghị đóng MV của Jin nữa đó em. Dạ. Tăng giá gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần cho anh. Em nghĩ là hết hôm nay em phải về lock luôn Facebook. Lock luôn. Tàn nhẫn. Không, 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 không nên, không nên làm như vậy. Vẫn cứ ngọt ngào, vẫn cứ thân ái với anh ta. Đó, nhưng mà nếu như có lời mời đóng MV, dạ, cách C em đã tăng lên gấp 5 lần so với trước. À, cứ vậy thôi em. Dạ, em cảm ơn anh. Còn bây giờ thì 3.500 điểm của Hương sẽ được chuyển sang cho Tuấn Kiệt. Vừa rồi chúng ta đã trải qua có thời gian ngắn nhất trong chương trình, đó là 30 giây. Lan Hương sẽ phải chia tay và em nhận được một phần quà, đó là một chiếc điện thoại thông minh. Còn với Tuấn Kiệt, em là người chiến thắng của nhóm này, sẽ đại diện nhóm bước vào vòng sau. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Anh sẽ dành cho em ít phút nghỉ giải lao trước khi bước vào vòng thi quan trọng này nha. Dạ. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đối mặt của chương trình Đối mặt Thời gian. Và đây là hai người xuất sắc nhất của hai nhóm. Đầu tiên là Trang với 11.500 điểm. Và người chiến thắng của nhóm 2 đó là Kiệt với 15.000 điểm. Ở vòng thi này thì hai bạn sẽ đối mặt với nhau. Mỗi người sẽ có một cái đồng hồ là 60 giây. Anh sẽ đọc những câu hỏi cho từng người một ha. Và nếu như các em trả lời đúng thì anh sẽ gọi tên cái người còn lại để trả lời. Và nếu như mà các bạn trả lời sai thì anh sẽ tiếp tục câu hỏi cho đến khi chúng ta có đáp án đúng thì anh mới gọi tên người kia. Và thời gian 60 giây qua dừng lại trước, trở về không trước thì xem như người đó thua cuộc. Người còn lại đương nhiên sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Ở đây mình thấy Trang điểm số thấp hơn chút xíu so với Kiệt, cho nên là Trang sẽ phải thi trước. Có hồi hộp không em? Dạ có chứ anh. Em hồi hộp. Nhưng kinh mà em khủng. Đã là người chiến thắng của cái nhóm đầu tiên rồi. Hãy lấy đó làm cái sự tự tin cho mình. Em sẽ vì bốn bạn mà cố gắng giây phút cuối. Em có biết cái người đối mặt với em là ai không? Dạ biết chứ. Sát thủ đó em. Ngoài cái vẻ hiền lành, thân thiện, dễ thương của anh ta ra thì ẩn chứa bên trong là một người ghê gớm. Là anh nãy giờ sát hết bốn người kia luôn hả? Một tay anh ấy loại cả bốn người chơi trong đội của mình đó em ạ. Vậy tương lai của em về đâu? Không, em cứ hãy bình tĩnh và tự tin cho anh nha. Câu hỏi dành cho Trang. Bắt đầu. Trên biển báo hiệu giao thông chỉ dẫn nơi đậu xe có hình chữ gì? B. Đúng. Kiệt, điểm cực Tây trên đất liền của nước ta nằm ở tỉnh nào? Tỉnh Điện Biên. Đúng. Trang, tính đến hết năm 2019, quốc gia nào xuất khẩu xi măng nhiều nhất thế giới? Việt Nam. Đúng. Kiệt, ai là người phát minh ra thuốc nổ dynamite? Nobel. Đúng. Trang, các thẻ bài trong nghệ thuật bài chòi có dạng hình mái chèo hay con thuyền? Con thuyền. Sai, là mái chèo. Quốc gia nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới? Venezuela. Đúng. Kiệt, chả mực cà ti là đặc sản của tỉnh nào? Dạ Bình Thuận. Đúng. Trang, Ronaldinho là cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia nào? Brazil. Đúng. Kiệt, di tích lịch sử, khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý thuộc tỉnh nào? Tỉnh Bắc Ninh. Đúng. Trang, tháp Big Ben của nước Anh được xây dựng ở thành phố nào? London. Đúng. Kiệt, chứng rối loạn giấc ngủ miên hành còn có tên gọi khác là gì? Bệnh mộng du. Đúng. Trang, cầu Tràng Tiền hay còn gọi là Trường Tiền ở Huế bắc qua con sông nào? Sông Hương. Đúng. Kiệt, quốc gia nào được gọi là đất nước vạn tượng? Lào. Đúng. Trang, đại kiện tướng quốc tế đầu tiên của làng cờ vua Việt Nam là ai? Bỏ qua. Lăng vua nào ở Huế có gần 50 công trình mang chữ Khiêm trong tên gọi? Lăng Tự Đức. Đúng. Kiệt, cuộc cách mạng trắng diễn ra ở đất nước nào? Dạ Ấn Độ. Đúng. Trang, ba 40 tuổi, mẹ nhỏ hơn ba 2 tuổi, con nhỏ hơn ba 35 tuổi, hỏi con bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Đúng. Kiệt, Việt Nam trở thành thành viên thứ mấy khi gia nhập ASEAN năm 1995? Thứ 7. Đúng. Trang, con gì nghe nói trên trời, truyền thuyết dưới nước, trên đời thì không? Con rồng. Đúng rồi, đó là con rồng. Nghe nói trên trời, truyền thuyết thì ở dưới nước, nhưng mà trên đời thì không. Đồng hồ thời gian của Trang đã dừng lại trước. Còn với của Kiệt thì vẫn còn một chút đỉnh thời gian, còn 21 giây. Đó. Cho nên là Kiệt là người chiến thắng ở vòng thi này. Lại một lần nữa, em thể hiện cái khả năng sát thủ của mình ở cái vòng đối mặt này. Dạ, nhưng mà em sợ quá, nơi tạo nghiệp nhiều quá.
Không, nói đùa thôi. Đến với chương trình thì chúng ta phải tuân thủ luật chơi. Và người nào xuất sắc nhất, giỏi nhất, bản lĩnh và tự tin nhất thì đó sẽ là người giành chiến thắng. 11.500 điểm của Trang sẽ được chuyển sang cho Tuấn Kiệt. Cảm ơn em. Và như vậy là Kiệt sẽ là người đại diện cho cả hai nhóm bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Với Trang thì anh sẽ gửi cho em một phần quà. Đó là một chiếc điện thoại thông minh nhé. Sẵn sàng chưa Kiệt? Dạ, em vẫn còn hơi run quá anh ơi. Vòng sau thì em không có đối mặt với ai khác ngoài đối mặt với anh. Cái đó là ghê nhất anh là chùm cuối. Vậy thì bây giờ cứ hãy bình tĩnh đi, hãy nghỉ ngơi vài phút trước khi chúng ta đến với vòng thi quan trọng này nha. Dạ. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của chương trình Đối Mặt Thời Gian. Và bây giờ xin Tuấn Kiệt là người chiến thắng, cho nên là có mặt ở vòng này. Đây có phải lần đầu tiên em đứng ở vị trí này không Kiệt? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên anh. Mùa trước thì sao? Dạ em thua chị Buka. Mùa trước thì thua, còn mùa này thì mình được đứng ở đây ha. Giống như là mình không gặp phải khắc tinh của mình á. Dạ. Bữa nay không gặp khắc tinh cho nên là vượt qua tất cả mọi trở ngại để góp mặt trong vòng này. Và ở vòng này em sẽ phải trả lời đúng được 5 câu hỏi thì em có thể mang về cho mình cái số tiền thưởng tương ứng với số điểm mà em có. Nếu như em trả lời đúng được 5 câu trong khoảng thời gian 30 giây đổ lại thì em sẽ có được 100% giá trị tiền thưởng nha. Còn nếu như em có trả lời 5 câu nhưng mà tới 40 giây thì lúc đó em chỉ còn có 50% giá trị tiền thưởng thôi. Còn nếu như 50 giây mới trả lời được 5 câu thì em còn lại 25% giá trị tiền thưởng. Và nếu như sử dụng hết 60 giây của chương trình thì em sẽ còn lại 12,5%. Và nếu như sau 60 giây em mới trả lời đúng được 3 hoặc là 4 câu thì lúc đó em sẽ nhận được một cái số tiền an ủi chia sẻ là 5 triệu cùng với một chiếc điện thoại thông minh. Sẵn sàng chưa? Dạ. Yeah. Chỉ còn một cái thử thách cuối cùng này thôi, ráng lên. Dạ, yeah, em sẽ cố gắng. Dòng đặc biệt bắt đầu. Xà ít là từ để chỉ người làm nghề gì hồi xưa? Kéo xe. Ơ cái đó phải cái gì? Ê không phải, cung đánh ngựa. Không phải cái gì? Gì đó. Cưỡi ngựa. Bỏ qua đi. Ruộng bậc thang Benoi 2000 năm tuổi thuộc nước nào? Cái này em biết nè, Philippines. Đúng. Bếp cà ràng là vật dụng truyền thống của đồng bào dân tộc nào? Cà ràng. Khmer. Đúng. Ở Việt Nam VBA là giải đấu chuyên nghiệp của môn thể thao nào? Em này em biết, bóng rổ. Đúng. Viettel Cyberbot là nền tảng gì bằng tiếng Việt? Nền tảng trợ lý AI, trợ lý ảo AI. Đúng. Mã số căn cước công dân của thành phố Hồ Chí Minh là số mấy? 079. Đúng. Dừng thời gian. Ủa, hết hết giờ đó. Không phải hết giờ, mà là em đã trả lời đúng được 5 câu rồi. 5 câu. Cho nên dừng thời gian. À. Mà nó nghe nè, cái câu đầu tiên sao vậy? Em nhớ mang máng là cái người mà người đánh xe ngựa. Đó, em đánh ngựa. Còn nãy đầu tiên là em nói là cái gì? Kéo xe nhớ, không phải giống giống. Người kéo xe là khác. Dạ, dạ. Còn người đánh xe ngựa là khác ha. Còn người đánh ngựa là khác nữa. Dạ. Cho nên là mất thời gian cũng khá nhiều ở cái câu đầu tiên đó, mặc dù là có đáp án đúng. Dạ. Nhưng mà bị lúng túng, đúng như Kiệt ngay từ đầu đã chia sẻ là khi cậu ấy gặp áp lực thì bị rối. Dạ, đúng. Cho nên là lắp bắp không. Dạ. Nói được nguyên câu cho nó trọn vẹn. Dạ. Vậy thì bây giờ để coi 5 câu trả lời đúng của em trong khoảng thời gian bao nhiêu giây nha. Em đoán được không? Em nghĩ chắc không phải bốn mấy giây, gần phút. Em thấy bị mất câu đầu nhiều quá. Rồi mấy câu sau biết đáp án rồi thì nói đi. Còn mất thêm một hai giây cho cái vụ mà cái này em biết, cái kia em biết, cái này em biết. Và em đã trả lời đúng được 5 câu trong khoảng thời gian là 45 giây. Trời, trễ 15 giây. 15 giây là do cái phần lắp bắp đó, rồi do cái phần mà em biết đó. Chứ nếu mà bỏ qua mấy cái đó thì biết đâu mình sẽ tầm khoảng 40 giây trở xuống thì mình cũng còn giữ được 50%. Mà em được 5 câu trong 45 giây thì em chỉ còn có 25% giá trị điểm thưởng của em mà thôi. Như vậy là Kiệt sẽ nhận 25% giá trị điểm thưởng tương đương với số tiền thưởng là 6.625.000 đồng. Em hài lòng với kết quả này chứ? Dạ, hài lòng chứ anh, miễn mình có cái đem về là được rồi. Còn hơn không có gì cả đúng không? Dạ. Cảm ơn em, và bây giờ mời em sẽ nhận phần thưởng từ chương trình. Thưa quý vị, đây là hai người chiến thắng của hai nhóm trong chương trình hôm nay, cho nên là mỗi bạn sẽ trước tiên là nhận được một phần quà, đó là một chiếc điện thoại thông minh từ chương trình. Cái này là của Kiệt, đây là của Trang,
Ngoài ra Kỳ còn nhận thêm được số tiền là 6.625.000 đồng vì em đã trả lời được 5 câu hỏi trong khoảng thời gian là 45 giây. Cảm ơn hai em cũng như là tất cả những người chơi đã đến với Đối Mặt Thời Gian. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng xin được phép kết thúc. Chương trình Đối Mặt Thời Gian do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện, và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng BBK tinh hoa Tết Việt đến từ công ty cổ phần BBK để đồng hành cùng với chúng tôi. Và tuần sau cũng vào ngày thứ sáu lúc 21:35 trên kênh HTV7 chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị nha. Xin chào tạm biệt. Chào đón quý vị khán giả đã đến với chương trình Đối Mặt Thời Gian. Anh ơi, anh kỳ quá à. Sao hẹn em mà anh tới trễ vậy? Dạ có, quýnh hoài. À, thực vật. Hả? Thực vật. Sai. Đẩy tạ. Đẩy vật đẩy. Sai. Nguyễn Gia Trí. Đúng. Tiếp và nhận phí. Đón xem tập tiếp theo của Đối Mặt Thời Gian mùa 2 trên kênh HTV7.